Còn với đội tuyển quần vợt Davis Cup Việt Nam, Lý Hoàng Nam cùng các đồng đội đã không thể có niềm vui tại trận playoff tranh xuất thăng hạng nhóm 2 thế giới với Indonesia. Ở ngày thi đấu cuối cùng tại Băng Ninh, cặp Hoàng Nam Văn Phương thất thủ 0-2 trước Rung Các Phi ở trận đánh đôi. Sau đó Lý Hoàng Nam đã cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm ở trận đánh đơn. Sự cổ vũ của các khán giả nhà giúp đại diện của Việt Nam giành chiến thắng 2-1, qua đó cân bằng tỷ số 2 đều. Kết quả buộc hai đội phải bước vào trận đánh đơn nam quyết định giữa Nguyễn Đắc Tiến và Christopher Dung các Tay vợt của Việt Nam đã thi đấu không tốt và để cho đối thủ dễ dàng đánh bại sau hai set với tỷ số 6-4 và 6-0. Đội tuyển quần vợt Việt Nam đã để thua chung cuộc 2-3 trước Indonesia và nhìn đối thủ giành vé vào hạng hạng.